thì từ từ bà con huynh đệ sẽ nhìn thấy. Thầy nói mắt nhìn ngoại quốc ủ ê đó, rồi Nam Bang cảnh khổ cũng kề một bên chứ cũng đâu có tránh được đâu. Nhưng mà nước Việt Nam mình thì có Phật Thánh Tiên giá ngự, đất nước Việt Nam nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật Tiên tại thế? Đó, cũng nhẹ hơn người ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lễ Phật. Con kính lễ thầy. Dạ, con mến chào cô Năm. Mô Phật. Chào Dương Cam. Dạ. Thì Phật. Dạ. Hôm nay hữu duyên thì con trở lại đây nhờ cô Năm chia sẻ Phật pháp. Thì hôm bữa con có quay cái bà cụ ở bên Đồng Tháp mà cô Năm nhờ con đi quay giùm á, thì cũng có một mạnh thường quân gửi tiền con đến đây thì trao lại cô Năm, rồi nữa cô Năm gửi qua bển giùm con ha, tại vì đường xá xa xôi, hôm bữa con quay con có nói lên rồi đó. Có bà chị chồng đó, ở đây là chị Sáu thôi đó. Chị dâu đó thì chuyển qua cho chị gửi về bển. Kêu nhỏ cháu qua nhận. Rồi chứ... con xin đọc tên Mạnh Thường Quân. Thì có chị giấu tên thì gửi cô Năm 5 triệu là quên 500 là để phục vụ trại cơm mình gần Tết nè, cũng có nhiều người để mà đến viếng thăm á. Rồi đó là trại cơm của mình. Và cô Thu ở bên Úc thì gửi 3 triệu là để cho bà cụ ở bên Đồng Tháp thấy cô Năm. Rồi chị giấu tên cũng gửi cũng có ghi tên ở đây nhưng mà ở Tân Châu, xã Châu Phong, ấp Châu Giang, xã Tân Châu, An Giang, thì là gửi cô Năm 1 triệu để mình phục vụ trại cơm cho bà con dịp gần Tết tới nè, có nhiều người đi lễ, thì bà cụ là 3 triệu, còn phần cô Năm trại cơm là 1 triệu rưỡi, và tổng cộng là 4 triệu rưỡi, con kính gửi cô Năm ha. Một triệu, ba triệu. Đây gửi qua chị Sáu, đưa cho thằng cháu em bị bệnh. Đi với chú đó. Như cái anh đó, đúng rồi. Hôm nay Dương Cầm đến đây. Thì cũng đem cái số tịnh tài bà con gửi về dùm cho người bệnh ở bên Đồng Tháp, cũng là em chồng và chị thứ sáu đang bệnh, không chồng con nằm một chỗ và giúp đỡ nơi đây một số tịnh tài 1,5 triệu thì cô Năm đã nhận được. Cũng thay mặt cho cô Chính đó và cũng như tôi thành thật cũng đa tạ công đức quý vị, cũng biết ơn, cũng cầu nguyện ơn trên gia trì hộ độ gia đình và sức khỏe quý vị được hoàn hảo, được toàn năng toàn giác, gia đình được ấm no hạnh phúc. Cũng xin chân thành cảm tạ tấm đồng vàng của quý vị trong nước và ngoài nước. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, mô Phật. Thì sẵn đây thì hôm bữa có cái bữa lễ á, thì biết con hỏi thăm cô Năm 10 ngày lễ mình diễn ra cũng rất tốt đẹp phải cô Năm? Chỉ có là không quay thôi ha. Bữa đó thì rất là uy nghi, rất là trang nghiêm, rất là tốt đẹp mà không được quay, cô Năm rất là tiếc luôn. Bà con mình đến đông lắm cô Năm. Đến rất là đông. Và buổi lễ chưa có năm nào như năm nay hết. Mọi sự tốt đẹp mà cô Năm được ở trên cho một đồ bộ đồ chúc thọ. Đang cho cô Năm sống lâu dài để lo làm việc cho Phật pháp. Vậy đó. Rồi vậy con cũng chúc mừng cô Năm. Thì con có mấy câu đoạn giảng trong đây thì cũng mong nhờ cô Năm chia sẻ ha.
Dạ, thì sát thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng trọn thú hùm xé thay. Cô Năm, sát thân của mình là một sát thân, tại sao thầy lại diễn tả nó là một cái gông cùm mà mình làm sao mà gọi là không trọn mà thú hùm xé thay thì như thế nào? Mong cô Năm giải ra cho để bà con cùng biết, để mình có cái sát thân này là đã quý rồi mà sao thầy lại diễn tả là như là một cái rong cùm. Và cái ý thứ hai con muốn hỏi cô Năm là chuyện ngoài đời, con thấy bây giờ có rất nhiều chuyện nó xảy ra một cách mình không thể ngờ tới. Có người thì hôm bữa thấy sao mà họ nhậu về cái tự động họ giết hết cả gia đình của bên vợ, rồi sau rồi nhiều chuyện ly kỳ xảy ra mà họ giết mà họ không có cái lòng từ bi. Có phải đây là một buổi thanh trừ hay không, mà con người mình tại sao mà lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Không biết cô Năm có thể giải bài sao cái đời này lại nhiều cái cảnh khổ như vậy. Dạ rồi, mong cô Năm chia sẻ. Cô Năm cũng xin trình với cha mẹ, thầy tổ, Phật Thánh Thần Tiên bề trên, cũng xin cho phép con trả lời những cái ý nghĩa của Dương Cầm hỏi qua, là sát thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng trọn thú hùm sẽ thay. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể bà con xa gần, trong nước ngoài nước và ở nơi đây, qua ý nghĩa của giảng của thầy, Dương Cầm muốn biết thì hỏi qua tôi cũng xin thông qua rằng sắc thân của mình là sắc thân tứ đại do đất nước gió lửa hợp thành, mà mình biết sử dụng, biết tu hành, biết buông xả thì được thảnh thơi, nhàn rỗi, thông dong tự tại. Còn có sắc thân mà tối ngày cứ buồn rầu, cứ thê thảm, rồi khổ sở, đói khát, làm không đủ ăn, vì không biết tạo phước duyên. Cho nên, cũng như bị đeo cái gông, cái cùm mà tự mình trói buộc mình đó. Tức là con người chưa biết giác ngộ để làm những cái điều từ thiện, phước đức, thì tư tưởng của mình nó đâu có đau khổ, đâu có bị ràng buộc, vẫn thông dong tự tại, vẫn an lạc ở tâm hồn, thì sắc thân mình rất là nhàn rỗi, rất là thông thả, thông dong tự tại. Còn có người không biết tu hiền, tạo nghiệp ác, làm những điều bất chính, rồi nghèo, rồi khổ, rồi đau, đủ điều nó dây phủ sát thân, thì con người có vui được đâu. Cũng như cái cùm nó đeo trong mình, như cái gông mà bị trói, bị ràng buộc vậy đó. Con người không bao giờ được thông dong tự tại, không bao giờ được hưởng một cái thú vui an lạc. Mà cứ cái buồn này nó chất lên cái buồn kia, cái khổ này nó chồng quá cái khổ nọ, quanh năm suốt tháng bị ràng buộc cái sắc thân mình trong cái quẩn quanh đau khổ, thì cái đó cũng như gông cùm chứ gì Dương Cầm. Chứ đâu phải là mang cái gông, cái cùm mà người ta trói buộc như trong tù vậy. Mà nếu không làm phải thì cũng vô tù ngồi, cũng bị gông, bị cùm, bị trói vậy, phải không? Đó là chính do chúng ta làm. Thông thả tự do, không trói buộc, mặc tình xem truyện, mặc nhìn căn, là do đâu? Do tâm mình có hương lòng giải thoát, biết tu tâm, biết hành thiện, thì nó thư thả nhẹ nhàng, thông dong tự tại. Còn cái tâm mình không biết, làm những điều bất chính, sai phạm luật pháp, rồi gây ra tội lỗi,
Rồi cái cảnh đói nghèo, cơm không đủ ăn, vợ con đau ốm, đủ cách phủ dây mà đau khổ cho cái kiếp người, thì khác nào bị gông cùm trói buộc. Chứ con người đâu có thông dong tự tại, đâu có hưởng được thú vui của tinh thần của mình đâu. Và thực tế cũng vậy, nếu chúng ta làm bất chính, sai phạm luật pháp thì cũng bị kỷ luật cầm trói như thường đó. Thành ra thầy mới nói sát thân như thể gông cùm, nếu làm chẳng trọn, mà chẳng trọn cái gì đấy, thu hùm sẽ thay, chẳng trọn cái đạo đức lương thường con người, đối với con người không biết thương yêu nhau, không biết giúp đỡ nhau, gây những điều tội lỗi, tạo những nghiệp bất lành, thì sau này thu hùm sẽ thay, không có tha được đâu. Vì thu hùm của trời cho xuống mà, sao nữa quá thân ra để mà nó ăn tươi nước sống con người đó. Mà tại bây giờ chưa tới thì mình không dám nói được, mà thầy thì nói được, thầy nói trước. Cho nên con hỏi câu sát thân như cái gông cùm, nếu làm chẳng trọn thú hùm sẽ thay, thì sẽ tới là như vậy đó. Mà thực tế thì chưa tới, mà tương lai sẽ có. Nó làm bất chính, vô nhân đạo, con người độc ác tham tàn, thì kỳ này xử việc bằng nhiều cách lắm Dương Cầm ơi. Yeah. Nó trên rừng, nó xuống, nó tha Dương Trần đó. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng thì có thần độ cho. Nó cái người nào chân chính ngay thẳng thì có thần linh ủng hộ. Nó người bất chính thì hùm tha xấu bắt. Yeah. Đó, ý nghĩa là như vậy. Còn con hỏi tại sao mà con người mà giết con người, nó không phải vậy đâu. Nếu thiệt người thì biết thương người, mà cái đó không thiệt người rồi con. Yeah. Bên thiên ma nè, bên âm ma nè, bên những phần chết không được đi đầu thai dắt dơ dắt dưỡng, rồi cái quán cái thù qua nhiều đời nhiều kiếp á. Yeah. Rồi trở lại cái bắt đầu cái xác nào ăn nhậu hơi ngà ngà rồi đó, cái nó độ nhập vô, nó ăn nhậu nữa, cái bắt đầu nó đâm, nó chém, nó giết, đặng nó trả cái quán thù hồi xưa á. Yeah. Nó đâu phải là còn cái hồn của cái xác đó đâu, mà là cái hồn khác của âm ma, của những người chết oan chết ức, những người trong cái oan trái nhiều đời nhiều kiếp, nó trở lại nó đòi mạng, thành ra nó giết như vậy. Nó đâu phải là con người nữa, hay là thú vật đó. Cái quán cái thù đâm chém giết nó đặng ăn, thì bây giờ nó phải đòi mạng thôi, phải trả bằng cách đó. Nó không có gì là lạ hết. Mà đây sắp tới, thiếu nợ máu phải trả bằng nợ máu, thiếu nghiệp bệnh phải trả nghiệp bệnh, thiếu tiền phải trả tiền, thiếu tình phải trả tình. Ai thiếu nợ nào phải trả nợ nấy hết cho hoàn tất. Vì hạ quân nay đã hết đời rồi, thì sắp bước qua cái đời thượng quân thánh đức đó, thì tất cả phải hoàn tất, như ăn Tết tất niên vậy đó. Không biết không, gần ngày Tết rồi thiếu nợ gì người ta cũng đòi hết á. Yeah. Phải trả cho xong, dù nhiều hay dù ít. Như chính cô Năm cũng vậy đó. Cho biết hồi đó cũng làm nữ tướng, đi đâm đi chém đi đánh người ta. Bởi bây giờ cái thân mình cứ đau cứ bệnh, nó bầm dập như ai quánh hay đập mình vậy đó. Yeah. Đó. Thành ra mình biết luật nhân quả rồi mình không có buồn. Đó, phải chấp nhận trả. Nó trước cũng trả, sau thời khỏi trả.
Trả trước thì mới thông thả về sau. Thượng Nguyên vắng mặt người nào, vì còn nghiệp nặng mà chẳng vào được đây. Là ma quỷ cỏ cây dất dưỡng, mấy ngàn năm tội chướng mới dơ đi. Nghiệp kia cộng với thời kỳ trung nguyên hoặc hạ mới thì đầu thai, rồi phải chịu nằm gai nếm mật. Như thời này người mất lòng nhân, hại nhau vì bởi ganh hờn, giả tâm so lại ác hơn mãng xà. Đó, hơn thú nữa. Cái giả tâm á, cấu xé lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau một cách tàn bạo vô nhân đạo. Nó có đâu còn đầu óc của con người nữa, mà là nó là hơn thú dữ. Cho nên kỳ này quan trái gì cũng phải trả hết. Nhiều người cũng như cô Năm vì uống thuốc hoài không hết bệnh, mà cái nghiệp mình gây rồi. Giờ Phật Thánh Tiên có thương mình chi cho lắm, cũng đứng qua một bên để cho mình trả nghiệp. Chứ không ai binh vực được mình đâu, cũng không xin được. Chính mình phải tự tu, tự sám hối đó, rồi chấp nhận xin hứa. Hồi đó tôi mê, thì những quán cù tôi đã gây với quý vị, bây giờ tôi đã giác rồi. Tôi không biết là ai, nhưng tôi nguyện hứa rằng tôi tu đắc đạo, tôi sẽ độ quý vị, tôi cứu giác quý vị. Thôi giữa tôi với quý vị ân xá với nhau đi, để rồi mỗi người mỗi tu mỗi tiến, để trở về với quê xưa chúng cũ. Lấy ơn đáp quán, quán nọ mới tiêu. Lấy quán đáp quán, quán nọ nó còn hoài. Thôi tôi cũng khuyên các vị, mình nguyện, mình âm thầm, mình nói vậy á. Xin ơn trên cũng từ bi hỷ xã nghe, cho con những cái quán cầu hồi xưa. Bây giờ con lập công bồ đức để đáp lại, như nhân chia trừ cộng vậy đó. Cho nhẹ nhàng một chút. Chứ nhiều đời mình biết mình làm cái gì không? Làm tướng, làm quân, làm giặc, làm gì, rồi giết chóc với nhau. Bây giờ trở lại màn cuối này mà còn được có sát thân, mà sát thân bệnh hoạn hoài thì mình phải biết nhân quả. Rồi hiện tại mình phải biết tương lai. Vì chỗ đó mình nên sám hối, nên cầu nguyện và nên làm những điều từ thiện để xóa đi những cái nghiệp chướng của mình. Thì những lời nói của Dương Cầm, cô Năm trả lời vậy có đúng hay không? Thì con quan hỷ. Thì cô Năm biết đâu nói đó. Vì thế gian này là một rừng người mà. Mà thế gian này là cõi tạm, là quán trọ để dừng chân rồi phải ra đi. Nhưng có mấy ai nghĩ rằng ở đây là cảnh giả, cứ nghĩ là đây nhà lầu xe hơi của tôi, đây là chồng tôi, con tôi, vợ tôi, gia thê đái tử, cái gì cũng của tôi hết. Cho nên cái lòng bảo thủ nó không có buông. Vì chỗ đó mà ai đụng tới cái của mình á, thì mình nổi máu sân lên, mình phiền, mình giận, mình tức tối, mới sanh ra những cái chuyện cấu xé lẫn nhau, tương tàn tương sát. Vì trong cơn giận kể gì nhân đạo. Lúc đó là không thể nào gìn giữ được cái tâm. Khi người có tu thì người ta nhẫn được, mà người không tu rồi thì nổi lô đình đâu có định chừng. Cho ta biết mà toan giữ trước, phải không? Không có giữ được, dằn không được. Bởi ngày hôm qua đây,
cũng một chị đó dẫn đoàn tới mười mấy người ở Đồng Tháp. Có cô này cổ giận chồng cổ mà cổ bỏ cô đi đó. Đến đây cô Năm nói một bài pháp rồi, cô nói thôi chuyến này cổ không hung dữ nữa. Yeah. Cô về cô nhịn chồng cổ tu thân, rồi nói bài pháp mười mấy người ngồi khóc ta la nghe. Người nào người nấy khóc ướt nước mắt hết, người nào cũng quá trần, người chưa từng nghe mà hôm nay được nghe, người nào cũng tủi thân mà khóc. Thì chẳng qua đó là một cái duyên mà ta đến đây, mình dù mệt mỏi gì chăng đi nữa cũng phải ráng ngồi tiếp. Thì cơ duyên tới đâu cô Năm làm việc tới đó. Yeah. Rồi Dương Cầm có cần cái gì nữa không? Dạ, con có mấy câu này xin hỏi cô Năm nữa. Từ đây biến đổi dị kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyển lai. Ghen tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Dạ, từ đây biến đổi dị kỳ là biến đổi như thế nào? Dạ, ghen tâm cho được thẳng ngay, rồi khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Khỏi nơi tà quỷ là như thế nào mà thấy đời là gì? Mong cô Năm chia sẻ. Thì những cái câu Dương Cầm hỏi đó, từ nay thế cuộc đổi thay, thì cái sự thay đổi mọi người đều thấy được hết rồi. Như hồi đó mần ăn ào ào, kinh doanh sự nghiệp, công ty này công ty nọ, mần ra tiền, người nào cũng khá giả, cất nhà lầu, mua xe hơi, đủ thứ vật chất hết. Nhưng mà tại sao năm nay công ty đóng cửa, rồi công nhân thất nghiệp, rồi việc làm ăn đều bị tuột dốc hết? Mình đã thấy rồi, cái đó thay đổi rồi, phải không? Yeah. Đó. Không phải như hồi xưa nữa, vì mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai đã có sự thay đổi biến chuyển, mà con người không có để tâm mà suy nghĩ để nhận xét cái cuộc biến chuyển của trời đất, sự thay đổi trong cái hoàn cầu và các nước, chứ không có riêng nước mình luôn. Chỗ thì giông bão, chỗ lửa cháy, chỗ nước dâng, chỗ sụp đất đó, phải biến đổi dị kỳ không? Yeah. Đó. Dương thế chuyện gì cũng có chuyển lai hết, đã xoay chuyển rồi đó. Cho mình thấy để mình giữ tâm ngay thẳng, ăn thiệt, nói thiệt, làm thiệt, đi thẳng một con đường chánh đạo chánh giác, đừng đi quanh đi co, rồi làm cái này thì nói cái khác, giả dối ở lương tâm mình, thì đừng có nghĩ rằng trời Phật thánh thần không biết nha. Cái điều này biết hết. Thành ra mong rằng tất cả bà con xa gần, những người trí người ta đã thấm, người ta hiểu hết rồi, hiểu cái cơ này sắp tới hết rồi. Còn những người mê thì chưa biết, cắm đầu lo làm ăn. Như ngày hôm qua nè, cũng có mấy vị đến, cũng làm việc đồ không à, thầy giáo dạy tiếng Hoa đồ. Tại sao năm nay làm ăn không được gì hết, mà con cứ bệnh hoài, đương viết bài gì mà cái đầu nó lân lân lân, mà nó nhức, nó đau, tim thì nhói, thì mệt, thở không được, mà cứ chở đi cấp cứu, mà tới đó thì tự nhiên lại hết. Đó. Mới nhờ cô Năm nói cái này con không phải bệnh, mà con được bị vận chuyển cái nguồn điện của ở trên cha phóng xuống, rồi trong chi tộc họ của con có một vị tiên sư tổ sư người ta mượn để mà ra cứu dân độ thế,
Còn một vị chiến sĩ thì người ta đeo theo để người ta phá, thì giúp cho con được người chiến sĩ đó lui ra. Còn ông bà thì người ta dẫn theo, người ta dẫn dẫn độ để người ta chuyển căn thôi, chứ không có bệnh gì đây sắp tới, khỏi đi bác sĩ mà khỏi sợ gì hết. Yeah. Đó. Thì cô Năm nói cho biết rồi, rồi sáng an lòng về Tâm. Khách vô trong. Thì con người ăn ngay dạ thẳng, tu hành tốt đẹp, thì sau này các thú dữ trên rừng nó xuống, nó gặp người tu nó sẽ cúi đầu gì nè. Bị gì tiên mang kiếp thú, chứ nó biết hết hà. Yeah. Ai người hung dữ tàn bạo thì nó phanh thay xé tha xác, còn ai ăn hiền ở lành thì nó cúi đầu để cho mình đi qua, chứ không bao giờ đụng tới. Như ở đây nè, chỗ cô Năm nè, rắn nè, rít nè, nó bò vô tùm lum, nhưng mà nó chẳng nhiễu hại một ai hết. Thì biết đâu nó mang cái xác thân là rắn là rít, nhưng ở đây nó cũng nghe kinh kệ, nó cũng đo tu hành đó. Nó thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rứt hồng trần. Dù tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành thì sẽ được về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Đó, thú nó cũng tu được nữa, tại vì kỳ xả tội nó còn một lúc, sao chẳng tu đừng có hưởng nhờ. Thì tất cả ở địa ngục đi lên, ở trên đi xuống gì cũng cho phép để tu hết. Chỉ có cơ hội này để lập công bồ đất, để tu hành, để sau khi này còn tồn tại, nó ráng tu để coi hội, coi hàng, coi tiên, coi Phật mới ngoan bớ trần. Đó. Còn chứ, người hiền vẫn còn chứ. Yeah. Để coi cái hội của Phật Thánh Tiên. Nhưng ngày giờ năm tháng thì Thầy Tổ nói, mình không dám nói. Yeah. Ừ. Vì mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai, trong giây phút, trong chốc lát. Tại sao như Trần Xuân Hưng ở ngoài sân bay đó, hồi đó giờ nó không có bệnh hoạn gì hết trơn á, mà năm nào á tháng giêng mùng chín là vô chầu cha rất là đông huynh đệ trong sân bay rồi đó, mà mới hồi sáng này nghe đăng lên là chết. Yeah. Thiệt là tiếc uổng, không có vợ con gì hết, mà những cái chuông nè, cái bát hương nè, Tam Thế Phật, Đức Phật chuẩn đề rồi nè, và các trăm quan rồi bên ngôi cha toàn là đệ này dân cúng không đó. Yeah. Đó. Mà nghe cái bất chợt, mà điện từ sáng giờ hoài không ai bắt máy hết, không biết làm sao. Thiệt là đáng tiếc cho cái con người, nó từ 10 tuổi là con biết đi chùa rồi cô Năm. Đó. Mà từ ông sư, từ sư cô rồi là con biết hết. Đó. Nhưng mà con vô đây 2 ngày, con để ý cô Năm, con nhìn thấy cô Năm, thì từ đây sắp tới con không có đi chùa chiền gì nữa. Tại vì con thấy cái việc làm của cô Năm, một là trị bệnh, không tốn tiền, tốn bạc gì hết, mà không khinh người, không tham phú, trọng bằng, coi người nghèo thì rẻ, người giàu thì trọng. Cô Năm không có tâm đó. Và cô Năm rất là vui vẻ, hài hòa, bình đẳng. Và sự tu hành của cô Năm chín chắn thì con rất mến trọng. Từ đây sắp tới con sẽ đến đây để mà chầu lễ.
Hồi đó giờ thì không có chầu làm việc mà. Dạ. Nhưng khi đem vô cúng tượng Tam Tòa Thánh Mẫu đó, thì để lên an vị, cô Năm mới nguyện, nó quỳ xuống nguyện, xin chân linh của quý bà nhập tượng. Sao tự nhiên nhập vô nó à? Rồi lên luôn. Rồi từ đó tới sau bên tứ phủ về sát cho nó hết. Nó, rồi nó đi chầu vô trong này, tháng giêng năm nào cũng về chầu hết. Rồi đi ra tới nước ngoài luôn nữa. Thì các nơi người ta mời á, chầu rất là hay luôn. Đó. Gặp nó chầu là mê luôn vậy đó. Đó. Chầu vừa hồn vừa xác, coi như là trọn vẹn để chầu. Mà bây giờ nghe mất bất tử để thấy không? Vô thường nó đến, đâu có phân biệt trẻ hay già, sang hay hèn. Mà nó nói hồi đó giờ có không biết bệnh hoạn gì hết. Trên 50 tuổi hồi gặp ở đây là 41 tuổi rồi. Bây giờ mười mấy năm rồi. Đó. Mà năm nào cũng về đây. Và dân cúng đâu đó là trang nghiêm, lễ bái, thỉnh nguyên cốt tượng Phật, Tam Thế Phật, cúng Đức Phật chuẩn đề. Rồi Tam Tòa Thánh Mẫu, vừa bên tứ phủ là ở ngoài Thứ trưởng Ngoại giao ngoài Hà Nội á, vô cúng. Rồi bên Trâm Quan ở bển cũng để nó cúng. Nó mua từ bát hương, từ cái chuông, từ cái mỏ đem vô cúng, chứ cô Năm thật ra không có, không có gì hết. Mà chính Trần Xuân Hưng đó là phát tâm cúng dường, rất là quý báu, mua đồ là xứng đáng chứ không có mua đồ tầm thường. Mà bây giờ bất chợt nghe chết, cô Năm cũng không biết tính làm sao, cũng không biết nhà cửa đâu, đi làm việc mà. Thì bây giờ tối chỉ thành tâm cái cầu nguyện á, hương linh cho nó. Thì qua những trở lại cái những cái lời mà Dương Cầm hỏi, cô Năm xin đáp ý là như vậy. Cho nên bây giờ mình, chính cô Năm cũng như Dương Cầm mấy em cũng phải ăn ngay ở thẳng, làm hiền, để rồi sau này được coi hội coi hàng của Phật Thánh Tiên. Nếu mình nói về thì nói về duy tâm, không ai tin được. Yeah. Tại vì chưa tới, họ chưa có thấy á. Yeah. À, thành ra mình nói vậy như nói dốc nói láo, người ta không có tin. Nhưng mà người có tâm linh, người có xem kinh giảng của thầy tổ, của sư dạy bán khoai, Đức Phật thầy đồ, thì họ biết hết. Bên gốc Bủ Sơn Kỳ Hương là nói hết, nói về cái cơ của sắp tới đó. Còn bên đạo Phật thì thật ra chỉ Phật dạy cho mình tu để giải thoát thôi à, chứ không có nói năm nói tháng là sự cố như thế nào hay cái gì hết đó. Thành ra cô Năm cũng không dám nói ra. Bây giờ những sự việc đã lộ đành rành trước mắt hết rồi, thì còn đây sắp tới còn diễn biến rất là nhiều giai đoạn. Thì từ từ bà con huynh đệ sẽ nhìn thấy. Thầy nói mắt nhìn ngoại quốc ủ ê đó, rồi Nam Bang cảnh khổ cũng kề một bên, chứ cũng đâu có tránh được đâu. Nhưng mà nước Việt Nam mình thì có Phật Thánh Tiên giá ngự, đất nước Việt Nam nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật Tiên tại thế. Đó, cũng nhẹ hơn người ta, cũng có vậy. Nhưng mà để răng đe, vì nước Việt Nam người tu nhiều hơn, mà trong miền Nam này tu nhiều, chứ ngoài miền Bắc thì ít tu lắm. Thành ra nói đất Bắc Kỳ sao quá ruộng sâu, tàu mang tặc tử mà dân câu đặt lờ, sau này ở ngoài chìm như biển nước vậy đó. Chứ không phải như trong này đâu nha. Rồi chừng nào tiếng nổ Hải Phòng, Long Xuyên, Châu Đốc như lòng đựng chim. Nó tới lúc
mà chiến tranh rồi đó. Thì ở đây mình riêng về một chút thì trong giảng kinh nói mà nó, thì đất nước Hà Nội chịu nặng trước, rồi thành phố tiếp theo bị sụp đất, rồi bị ảnh hưởng, thì tất cả phải trở về miền Tây Nam Bộ mà. Mà Long Xuyên, Châu Đốc như lòng đựng chim là không có chỗ ở luôn đó. Dạ. Biết không? Vậy nó mới khiến chuyển, cha mẹ thầy tổ mới chuyển đó, chuyển cơ mới gom về ở trong miền Tây này, đặng mở ra một cái hội, nó chọn người hiền đức đặng phò chân Chúa. Thì những sự việc gì cũng vậy, nó từ từ, chứ bây giờ không dám lộ ra trước được, không dám nói hết được sự việc của bề trên đâu. Yeah. Ừ. Thì cô Năm chỉ nói ngắn ngắn gọn qua một chút. Thì đối với cái người trí thì ta nhận qua được liền ha. Yeah. À, thì cô hỏi bao nhiêu thì cô Năm đáp bao nhiêu. Yeah. Ừ, cô cần hỏi cái gì thì cứ hỏi. Yeah. Mô Di Đà Phật. Dạ thì đến đây thì mong cô Năm cho bài thơ để mình kết thúc cũng được. Sức khỏe cô Năm có hạn, để hôm nào mình lên tiếp nữa. Mong cô Năm cho bài thơ ẩn ý trong cái cơ sắp tới đi cô Năm. Ai hiểu được nhiều hiểu. Mô Phật. Hôm nay là ngày thập bát trăng mười của Mẫu, mà nhân viên Dương Cầm đến đây hỏi qua những ý chỉ lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Cô Năm thì biết bao nhiêu thì trình bao nhiêu. Đến giai đoạn cuối cùng thì cô Năm cũng có mấy lời tâm kinh xin gửi trao đến với các vị gần hay xa, trong nước hay ngoài nước, trên cộng đồng mạng này. Có gì sơ xuất cũng mong tất cả bà con huynh đệ cũng quan hỷ cho cô Năm, vì trình độ học vấn cô Năm không có, nhưng cái tâm biết bao nhiêu thì nói bao nhiêu. Những lời chân thành nhất xin gửi đến quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật. Con kính trình với cha mẹ thầy tổ, mười phương chư Phật, tam cõi cộng đồng, thánh thần tiên Phật cảm ơn chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Quân tàng buổi hạ, quân ba cơ trời đã sắp lộ ra những gì. Này các bậc trí tri làm tường, kẻ mê mờ chẳng biết chi chi. Hôm nay tạm mấy lời thi luyện trao tất cả, vậy thì gần xa trên sắc lệnh bộ tòa ân kỹ cho tôi người họ ly nơi đây, bộ sơn ký sắc nơi này chấp quyền trưởng lực
của thầy triển khai. Nay thập bát là ngày lễ mầu, có bao lời đánh dấu kỷ nguyên. Liên trao tất cả thiện duyên, cố tâm gắng sức cần chuyên trao dồi. Tối nơi cạnh non đồi thiên cấm, ngày tháng năm cũng dệt gấm thiêu qua. Biết rồi sắc linh mẹ cha, kỳ này chẳng thư chẳng tha đâu mà. Trong sắc linh bổ tòa đã định, chốn thiên sơn cửa kính bài khai, dầu cho những bậc trí tài không lo trao sửa dội mài tâm linh, thì cũng chẳng giữ mình toàn vẹn. Uổng kiếp căng thùa thẹn với đất trời, hôm nay xin tạm mấy lời nhắc cho huynh đệ dễ thời gần xa. Hãy cố gắng Di Đà sao chữ, dầu bao nhiêu thách thử nhã nhồi, tinh thần dũng cảm khôi khôi, vượt qua mọi cảnh để rồi an thân. Dầu tất cả duyên phần cao thấp, bởi cơ thiên đã sắp lớp lan, nghèo giàu đừng có thở than. Ai người phước đức vinh sang cuộc đời, không thua thẹn đất trời cây cỏ. Luật thiên đình chẳng bỏ một ai, dầu cho tri quá anh tài, không lo trao sửa dội mài cũng tiêu. Cha với mẹ thương yêu đùm bọc, kẻ nghèo hèn lăn lóc khổ đau, những tâm chi dốc thanh cao, biết đời lo đạo trước sau thảo hiền, thì sẽ được Phật tiên thần thánh độ các phần, cứu cánh an thân.
Việc chi tất cả trong trần, có tiên, có Phật, thánh thần xét soi. Mong tất cả tự coi mình lại, những lỗi lầm ta phải bỏ đi, trở về lòng mẫn tri bi, thương người như thể vậy thì thương thân. Phật thánh tiên thiết cần lắm nhỉ, hỡi đệ huynh lấy tri mà xem, giữ mình đừng có lấm lem, để rồi sao sẽ được xem những gì. Nay mây tiếng lời thi ứng khẩu, thập bát này đánh dấu kỷ nguyên, cầu trên hội Phật thánh tiên độ cho Nam Bắc các miền ao, trong bốn biển năm châu thành thơi, tâm Bồ Đề dung sới gieo trồng. Bởi vì cô cách lạc long, rồng tiên thọ trước con rồng cốt căng, hãy cố gắng tầm phăng nguồn cội, bởi kỳ này được xá tội mà thôi, tu hành trở lại vị ngôi, trần gian khổ sở ôi thôi bổn bề, ra đi phải nhớ đường về, chớ đừng lầm lạc u mê lợi quyền. Từ nay sắp tới kim tiền, mẹ thâu lại hết đạo điên thế trần. Ai có căn duyên phần quán triệt, sẽ nhìn xem thấy biết rõ ràng, bao nhiêu kẻ khổ than gian, cuộc đời thiếu sót còn đang khổ phiền, cũng vì thất đạo bát điên, cũng vì thiếu thốn bạc tiền trần gian, không tạo phước đâu dễ dàng cuộc sống, bởi nghèo nàn lương đông chẳng ban, để rồi thế tục thở than, gieo chi hưởng nay trần gian rõ ràng. Luật nhân quả còn đang hiện thực,
Phật thánh tiên các bậc đưa ra, trần gian phải rõ vậy mà, ráng lo giác ngộ giác tha kiếp này. Xả thân đi dựng gầy công đức, nỗ lực đi đủ sức tài năng, vượt qua mọi ải khó khăn, không làm muốn có con căn đâu nào. Có gieo giống tâm giao quy bao, thì phước duyên rốt ráo được ban. Chúc mong tất cả các hàng trẻ già lớn nhỏ biết đàng mà đi, cơ đại tạo quyền di vận chuyển, Phật thanh tiên lửa tiễn người hiền. Ai người đầy đủ cơ duyên, quay về với đạo tu hiền gắn công. Ai thể hiện tấm lòng bi mẫn, lo giúp đời chỉ dẫn người mê, biết tu biết lỗi được về, thì sao sẽ được cận kề long qua. Đây tạm mấy lời ra minh triết, với tâm hồn tha thiết từ bi, mong sao các bậc tri tri, người hiền người dữ cũng thực thi phước điền. Ai đầy đủ cơ duyên trọng trách, bước đường lai quyết vạch lối đi, dắt dìu những kẻ vô nghị, chưa thông chưa giác để đi cùng mình. Hãy cố gắng hy sinh nỗ lực, đừng nại gì cùng cực sát thân. Phật tiên đang lúc thiết cần, chúng ta xuống thế phải lãnh phần độ tha. Đừng ích kỷ lòng mà riêng rẻ, thì có đâu sức khỏe toàn năng. Cuộc đời phải chịu khó khăn, đâu nào có được nhìn trăng lộ hình. Hôm nay xin gửi chúc tình liên trao huynh đệ của mình nơi nơi, dầu cho dũng dãi ít lời, sinh trong tất cả dễ thời cảm thông. Cầu ơn trên công đồng Phật hồi, buổi tam kỳ xá tội chung sanh,
để lo khuya sớm cưỡi canh, sửa trao tu niệm phận hành toàn năng, vượt qua cảnh khó khăn sắp tới. Ngày tháng năm dung sơi giống gieo, bồ đề gương hành gương treo. Chúc cho các vị làm theo ý thầy. Lời Phật dạy cũng đủ đầy tâm đức, lời của thầy mẫu mực thức khuôn. Tám quân sắp lớp sắp tuần, bửu sơn kỳ diệu thước khuôn rõ ràng. Chúc tất cả các hàng trung thượng hạ cùng nhau tư tưởng hướng lên, thánh cao tô điểm đắp nền kiếp người bụi chót. Chớ quên lối về, dầu muôn cảnh đắm mê danh lời, nhưng biết rồi phải dung sởi vào tâm. Giả danh quyến rũ sai lầm, để cho sai lối sai tâm của mình. Mong quý vị hy sinh đi nhé, đây lời thơ gâm ghe liên trao. Chúc cho ánh sáng lào lào lý chân của Phật đem vào nơi tâm. Lời của thầy thầm thâm di diệu, mong để huynh thấu hiểu ly cơ. Từng giây từng phút từng giờ chớ nên quên lãng, mẹ chờ thầy trong tâm ta phải chớn không thể hiện. Tánh Như Lai quyển chuyển lập thành, lời đây sao trước ngọn ngành, mong sao tất cả đắc thành đạo tâm. Cầu trên quyền lực Quán Âm cứu nguy tất cả khỏi lầm khỏi mê. Đường tu một kiếp quay về, trần gian gieo giống bồ đề khắp nơi. Đến đây xin tạm dứt lời, cầu trên cha mẹ Phật trời độ ban. Phật tiên các cấp các hàng độ cho sanh chúng vạn an vĩnh tồn. Cầu cho tất cả càng khôn, nước Nam vững đạt bảo tồn vĩnh miên. Hôm nay trước án điển tiền, bạch dân cung lý gieo duyên xa gần. Nơi đây là cảnh non thần,
lời trao Phật pháp xa gần. Đó đây tạ ơn cha mẹ Phật thầy, tâm kinh triển dòng đủ đầy ý thâm. Bởi vì có chút thiện tâm nên con trao sữa phát âm gieo dần, gửi cho tất cả xa gần có duyên kết tụ mỗi phần tinh hoa. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.